Hello, chào các bạn. Bên cạnh mình hôm nay hướng dẫn cách đang đi hái sáo của này. Anh không để cho bò ăn ăn à? Tuấn bạc, sao là với bạn được đâu? Cái tí âm rào khỏe chạy, quay chạy có bán không? Anh muốn bán, không có bán, nó không bán. Không nghĩ là không bán á. Không bán thì bữa trước rồi. Nuôi hai quân thì anh bạt hơn. Hai quân về là anh chay nháo nam. Nhưng mà chờ mùa ni ấm là nuôi được đấy anh nhỉ? Nhà yêm nó được mê các thứ thừa đấy mà không có con chúa gì cả. Mùa tê em mới chết bữa vừa rồi chị. Chúa đi nhà anh đi ít ngoài Nam này hay trong nào? Rồi, như cái khu ni quả nhờ. Đứa nhà anh đi là vừa đây này. Như cái cây, những quả đi là đều u này. Cái cây thì anh xây này. Quả cũng đều, cây cũng tươi. Không ạ, à, anh cứ nói cứ phải có phần ạ. Đây. Tốt hơn hẳn đó, ngoài đường tê quài hẳn chi. Cái đường anh nữ tê khác hẳn này. Nhưng mà lại không có phân đạm. Không có phân đạm. Cái đường trên này là vẫn sâu lâu lắm, mấy bữa nắng ác lắm. Cái bữa anh vác rác lại em quài anh đấy chứ mô. Cứ phải thêm đạm. Yên ơi, với cả kể cả anh trồng ấy chi không có phân đạm ở nhà rau vườn không lên. Không lên. Chứ anh để gì của đi bón không ăn này. Ăn mà ăn hết. Lượng bốn bể nó nhẫm lung tung được sáo cứ nơi vài cái. Bứt có cá thì cũng không bứt được sáo gì vậy. Ôm thời gian mô mà. Sáo đi đồng vườn thì mình còn nhẫm lung tung nào. Cái mô ăn thì ăn, còn cái mô không ăn thì. Anh khao rất được cái lá môn rất chi. Chuẩn thối đi. Hắn không đều. Thứ hai là anh cứ đánh vô đất này, mòn cứ mau lắm. Nắm cho cái lực ít tiền mô. Hai lần hết được rồi. Ừ. Ô mà anh sáo được chỗ ni lại mất chỗ tê. Cứ cho mày. Mưa rặng nhỉ? Vâng, ông sáo để gà rất là hắn chưa lên được, hắn đang còn ốm. Mà nhất cái cây nữ thì để hắn lên cái hoa trắng trắng thì đĩa lành lắm. Cây nữ lắm luôn đấy. Vâng, cây đứa này. Cái cây này này, cái cây này em nói chúng hắn mưa chúng hắn lên với lạnh. Các nặng lắm mày nhá. Cốt này nên bê máy đi. Không kịp,
À, không, không anh không cắt là lên. Bắt đầu là cái hoa ra đến mồm bắt đầu hắn lại. Cái cây xoài này nhà anh cũng có quả đấy chứ. Đã đậu được nhờ. Được 4 quả. 5 quả rồi. Dạ. 5. Không biết bên đây không biết. Ni chắc toàn xoài tượng đây. Từ bữa giờ không có ai lên đây quay lại. Em đi làm. Nay mới nghĩ được buổi chiều buổi sáng đi xuống. Dạ. Đang ngay. Vâng, qua đi bốc xác. Vâng thì phải chia nhau chứ rồi. Vâng. Công 50.000 á? Vâng. Nhà anh hắn lót nhát. Nhưng mà cái mô ngày mô các anh cũng đều. Tính công đó. Tính công đều đó. Thì mình tính một năm là được một tháng là được ít. Năm được 15 triệu đúng không? Vâng. Thế thôi. Hắn cũng lên hắn nữ lắm. Hắn cũng lắt nhát lắm. Hắn không cú cục. Có mai cái ớt thì còn cú cục. Nhờ. Chứ còn cái đồ bán đi là đi chợ là bữa tiêu vặt nè. Về chỉ đi bữa tiêu vặt, mua tí thức ăn, thức uống, tiền điện, tiền linh tinh, tiền lãi, tiền lồng sao. Tiền đám, tiền đầy. Ừ. Lúc này mua tí thịt tí thà này chứ. Là âm mà. Âm. Tháng là vàng nữa là mất 50.000 thì điện thoại. Nhưng anh chờ là hôm sau ví dụ như có cái bữa này có thu thì lại với có thu này. Ừ. Chứ như cả năm các anh là với thu có một lần thôi. Nhưng mà mấy năm nay là anh chưa có thu. Chưa có thu. Chờ bắt đầu anh năm nay anh với có thu được đồng mô với thu này. Nhưng mà mất năm đầu là tiền phân, tiền trua, tiền các khoản ạ. Đúng không? Cái chi phí mình phải tính ra cái chi phí nó vì anh vì thấy là được ít, anh công nhận không? Nói chung là không như năm nay chi phí là cũng chi phí năm nay năm ngoái là vừa. Vâng. Năm ngoái là 28 tiền phân. Năm nay chắc là hơn nữa thành 5 tiền. Bán giá là 5 tiền cho bù phân năm nay năm ngoái hết. Công vẫn là không. Máy móc nó đã bỏ trên này. Vâng. Mình đi là
Thế nên là về sau này về già. Thế còn cái tính ra trước mắt là anh chưa có gì cả. Đứa. Cái lúc vài năm nữa là lúc đứa là anh giống như nhà ông Thiện này đúng không? Vâng. Video của mình đây đã xong. Xin chào tạm biệt các bạn.